TikToker Hùng Diju vừa có bài đăng khẳng định sẽ tuyên chiến với kênh Phốt Phanh này, khiến cô rơi vào tình cảnh lao đao. Anh cho biết sẽ chiến đấu đến cùng để bảo vệ bạn mình, lập chiến dịch và kêu gọi cộng đồng mạng cùng nhau chung tay. Những ngày qua, câu chuyện TikToker Phanh này, Phương Anh, bị một tài khoản TikTok ẩn danh có hàng trăm nghìn lượt follow đăng bài phốt. Tố cô có mối quan hệ tình tiền với nhiều người đàn ông trong quá khứ đang là vụ việc khiến toàn thể dân mạng phải đồng loạt quan tâm. Đỉnh điểm câu chuyện là Phương Anh đã khóc ngất trên clip đính chính, đồng thời có dấu hiệu lạ, netizen sợ nghĩ quẩn. Ngay sau đó, dân mạng còn tái mặt hơn khi mẹ của Phương Anh còn gọi điện cầu cứu người bạn của cô là TikToker Hùng Diju, cho biết Phương Anh mất tích và gia đình không liên lạc được, nhờ Hùng Diju tìm kiếm giúp. Ai cũng lo lắng cho tình cảnh của Phương Anh, mong cô sớm ổn định tinh thần và không làm điều gì dại dột. Trước sự nghiêm trọng của câu chuyện, Hùng Diju vào tối ngày 28 tháng 6 đã đăng tải đoạn clip khẳng định chiến đấu đến cùng với tài khoản ẩn danh mang tên chưa biết này. Anh nói trong clip, bạn xem đi chưa biết giá trị bạn mang lại cho cộng đồng mạng. Đó là khi nạn nhân có tâm lý khủng hoảng thì dân mạng có những comment sung sướng, vô học là mong người đấy xảy ra chuyện xấu. Bạn là người đại diện cho hệ tư tưởng này tại Việt Nam. Mình sẽ dẫn chứng thêm một vụ, đó chuyện chị CB nạn nhân của vụ quay lén. Chúng tôi không thấy bất kỳ một video nào lên án, vạch trần thủ phạm mà thay vào đó là content xé to câu chuyện ra. Tôi cảm giác bạn đang dùng câu chuyện của chính nạn nhân để câu view, câu like. Đáng lẽ ra, bạn nói bạn người thuộc phe chính nghĩa thì bạn phải đứng về phía nạn nhân. Nhưng không, thay vì thế bạn lại đứng về phía hung thủ. Bạn nói bạn biết nhiều trong giới showbiz, vậy tại sao người quay lén trong ekip bạn lại không tìm được, hay vì người này không có giá trị lợi dụng như chị CB hay Phương Anh gần đây? Với những lý do mình kể ra, Hùng Diju muốn gửi lời đến cộng đồng mạng, đừng để những cá nhân tổ chức như chưa biết dắt mũi, tiêm nhiễm, biến các bạn thành những môn đồ và giáo phái truyền thông bẩn. Nếu như số lượng những môn đồ ngày càng tăng, thì những cá nhân, tổ chức truyền thông bẩn ngày càng nhiều, thì sẽ biến thành cái chen mất, mọi thứ sẽ đi về đâu khi những nạn nhân không có tiếng nói, sự bênh vực bị lấn át đi hoàn toàn. Qua đây tôi muốn kêu gọi tất cả mọi người, đặc biệt là những anh chị có sức ảnh hưởng, đó là anti-fake news, cùng yêu cầu nền tảng loại trừ những tài khoản này ra khỏi xã hội. Tôi biết một mình cá nhân tôi có thể không được, nhưng tôi tin nếu chúng ta đoàn kết lại thì chúng ta có thể làm việc này thành công. Hiện tại tôi đang làm với một số tổ chức lớn, họ đã đồng ý kết hợp cùng tôi. Nếu có sự chung tay của các anh chị cộng đồng mạng thì chúng ta có thể đánh sập được cái hệ tư tưởng này, ngay lúc này, ngay bây giờ. Trước đó, nam TikToker bày tỏ đến hiện tại vẫn đang không biết Phương Anh ở đâu. Hùng Diju mong tất cả các bên đang đăng bài bóc phốt, bôi nhọ, tạo áp lực lên Phương Anh có thể dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa và xảy ra những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát. Hiện tại, tất cả những thông tin do Hùng Diju chia sẻ lẫn các tin đồn trong quá khứ của Phương Anh đều chưa được kiểm chứng. Cộng đồng mạng cũng thể hiện rõ sự hoang mang khi không biết ai đúng, ai sai và độ chính xác của các câu chuyện. Tuy nhiên, netizen vẫn gửi lời động viên đến Phương Anh, mong cô sớm lấy lại tinh thần, trở về nhà và giải quyết rõ ràng sự việc.